Tôi đang quá giang một chiếc ghe đi dọc theo một con sông trong số hàng nghìn con sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này các bạn. Dòng nước đượm màu phù sa với một cái không khí vô cùng bình yên, hàng dừa gió mát hai bên, và tôi đang rất là vô cùng háo hức để khám phá cái nét ẩm thực riêng của vùng đất này. Tôi đang ở giữa một ruộng dưa hấu và bây giờ đang vào mùa thu hoạch. Bây giờ tôi sẽ xin anh nông dân đây. Anh ơi, em có thể xuống phụ anh được không? Xuống đi em. Dạ em cảm ơn anh. May quá cuối cùng tôi cũng xin được anh ấy xuống. Bây giờ tôi sẽ xuống hái dưa cùng với lại anh nông dân các bạn nhé. Dưa năm nay được mùa không anh? Ồ, năm nay không bằng năm rồi em ơi, nhưng mà cũng tạm được. Nãy giờ nói chuyện mà em chưa biết tên anh. Anh Tân Tư. Anh Tư, em Linh. Dạ, anh Tư cho em cắt phụ anh Tư ha. Rồi, em biết tự nhiên ha. Theo anh Tư chỉ thì để phân biệt một trái dưa chín và một trái dưa chưa chín thì các bạn có thể xem ở ngay cuống dưa. Nếu như cái tay dưa đây đã héo thì đây có nghĩa là một trái dưa chín. Còn nếu như nó vẫn còn xanh thì chúng ta cần thêm thời gian để trái dưa chín hơn nữa. Giờ này cũng trễ rồi. Thôi anh mời Linh vô nhà anh dùng món dưa ha. Dạ. Trông dưa rất là tươi ngon anh ha. Ở Sài Gòn các bạn chắc chắn sẽ không thể nào tìm thấy những quả dưa tươi và ngon như thế này, vì chúng tôi vừa hái dưới ruộng dưa lên và còn nguyên cả cuống như thế này. Bây giờ đấy các bạn xem, dưa rất là tươi. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt bỏ hai cái phần đầu và cái đuôi của trái dưa đi nha các bạn. Rồi. Các bạn trông thấy miếng dưa rất là tươi ngon. Đấy, nhìn là chỉ muốn cắn ngay thôi. Dưa ngon quá anh Tư. Để cảm ơn anh thì bây giờ em sẽ nấu cho anh một món ăn làm từ chính cái vỏ quả dưa hấu này luôn. Có một điều mà không phải bạn nào cũng biết, đó là cái vỏ dưa hấu này chúng ta có thể nấu được món ăn các bạn. Và bây giờ tôi sẽ nấu món ăn đó cho các bạn. Anh Tư ngồi đây đợi em nhé. Bây giờ tôi sẽ nấu một món ăn từ chính cái vỏ dưa hấu mà anh Tư khi nãy đã mời tôi. Đầu tiên tôi sẽ bỏ cái phần vỏ xanh này đi. Mực rất là tươi. Tôi đã xong phần thái mực và chuẩn bị tôm. Bây giờ sẽ là những cái phần rau củ quả ha. Phần nguyên liệu đã xong, bây giờ tôi sẽ đi nấu nhé. Thì chúng ta làm nóng chảo và rang cái phần mè này lên ha. Mè đã chín rồi, bây giờ là tiếp theo chúng ta sẽ xào chung tất cả này. Em mời anh. Thơm quá. Rất là thơm ngon. Em mời anh Tư thưởng thức. Rồi, anh thử miếng. Ngon quá. Được đúng không anh? Ngon, thơm. Đấy, anh phải thử hạt mè này, mật này, tôm. Tại vì những cái thứ này em xào vừa đủ để dưa vẫn còn giòn và rất là ngon. Các bạn thấy đó, những món ăn đơn giản như thế này, giống như cái thịnh tình của người miền Tây, vô cùng chân chất, giản dị nhưng mà rất là đậm đà và thấm thía các bạn ạ.